quen đem lòng thành kính nể đốn nén tấm hương trước Phật đài muôn phần dân trọn đức Như Lai cầu xin nhân loại đến bờ giác hạnh phúc bình an khắp vạn loài đốn nén tấm hương cùng Phật đà lòng thành gửi trọn chốn bao la cầu xin tam bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mỗi nhà đốt hương kinh nguyện ở ta bà nhớ lời di huấn đức Thích Ca thần chú dường sứ kinh tạng tụng nguyện cầu ba tấn nạn tai qua Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Tát Đăng Pháp Hương Vô Thượng Ba Cõi Chẳng Ai Bằng Thầy Dạy Khắp Trời Người Cha Lành Chúng Bốn Lời Quý Trọn Một Niệm Dứt Sạch Nghiệp Ba Kỳ Chân Dương Cùng Tán Tán Thức Kiếp Không Cùng Ở Tận Phật Chúng Sinh Tận Thường Trong Lành Đạo Cảm Thống Không Thể Kỷ Bàn Ở Đuôi Đất Châu Phi Đạo Tràng Mười Phương Phật Báo Hào Quán Sáng Ngời Trước Bảo Tòa Thân Con Anh Hiền Cưới Ngồi Đầu Xin Đề Nguyện Quý Y Nhân Tâm Đánh Đề Nam Mô Thần Hư Không Biện Pháp Giới Quả Hiền Bị Tai Vô Lượng Thượng Trụ Phật Bảo Phật Đa Gia Tâm Đảnh Đề Nam Mô Thần Hư Không Biện Pháp Giới Quả Hiền Vị Lai Vô Lượng Thượng Trụ Pháp Bảo Đàm Ma Gia Tâm Đảnh Đề Pháp Giới Quả Hiền Vị Lai Vô Lượng Thượng Trụ Tăng Bảo Tăng Già
diệu bảo phương đông cùng chư Phật khắp pháp giới
nhân thân đàng đệ na mô Nhật Quang Biển Chiếu Hương Nguyệt Quang Biển Chiếu Bồ Tát Thân Chúng Hải Hội Thân Tình Ta có tình lưu ly phương đông cùng chư thánh chúng khắp pháp giới Bye.
vừa ngỡ gắt làm thay đổi người
chẳng kiếm khen mình chế người tổn thờ ác quỷ
với ma thì chết. Nàng nữ hoang mang bờ giác quay về xuất gia ông đạo kinh thờ Phật bao hồng rộng nghe nhiều thành đủ lục có độ cao siêu trọng đến bờ giác ở trường hợp khác yêu kêu nhờ cái quý thần hỏa là vũ thủy ngưng đôi tù heo hồi chờ thì nghe hốc như con phải hiện mạnh và phát lòng thật quý ban bờ nếu có phật tử tu theo thần đồ pháp môn những chưa quyết tâm đến đúng mạng chúng mà nghe danh xưng nam mô dược sư phật thì cũng sẽ được phán thủ sư lợi bồ tát quán thế âm bồ tát đăng đại thế bồ tát vô tâm thế bồ tát bảo đàng qua bồ tát dược vương bồ tát dược thượng bồ tát di lặc bồ tát từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến nào thân bào danh trong sen báo của phật di đà hòa đến khỏi trời đời đời đường phương tôi đời nghĩa sanh này nhân gian làm chuyện đúng vương được mười tôn kính bốn phương liên tịch không có ác ma khiến qua mười nhà chiến tu tập thiện ba nghiệp thanh thành đủ tướng trường phu lai này văn thù sư đời niềm báo chánh định hoa phật kinh đinh thiết đà ra đi thuận chú tiêu tai thiện cho ba cội bộ lời không còn những bệnh quái ác nếu chữ bồ tát sẵn ở đời sau gặp bệnh nan thì nên trì chú này vào quán nước sạch về mạnh bồ tát đa hạnh bằng thơ cư người phước nhiều vô lượng thiên đời được người kinh tâm chất lại theo lập dược sư tinh tấn xiển tu sẽ thành vô thượng cảnh giác bây giờ văn thù bồ tát xin phật tiền quá tinh này hòa bằng dương sư để tên tòa cao rãi quá dân hương đồn đẹp cùng mạng tâm thanh định không giận không buồn thương xóm chúng sanh khởi tâm cứu độ luôn nhớ bồn nguyện công đức của phật dược sư lòng thì được công đức xa đỡ tăng được kinh động tôn thờ dược sư lưu lý quan vương như mai nhờ công đức này. Rằng bệnh đứng tôn sau khi Như Lai diệt rồi đau khổ bệnh nặng ôm gầy bà con bạn bè nhầm cứu chưa mà bệnh không khỏi lại thấy sư giá diêm ma sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử theo phan tùng mãn hết lòng cầu nguyện đưa phật giữa sứ lưu đi quan vương Như Lai thần kinh người này có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chốn âm tỉ cho nên từ đây siêng năng tu phước giàu danh trong đời vũ trường rồi đánh vế đèn cơ mãn cùng với thần phan làm sao giải quan cho người đã chết cứu thoát bồ tát bánh đức a nan ở trong thế gian nếu có kẻ bệnh muốn được bình an tất cả người thân phải giữ tám phần trái giới mở có bố thí cũng dường chung tánh từ bốn kiếp này đêm lúc đèn bộ mạng chứ tăng cầu nguyện lễ phật dược sư giải tự tay thần chú là nguyện tiêu trường bây giờ a nan nói màn này hết làm sao không chết mà được sống tiếp cứu thoát bồ tát ta viên làm phan và đèn lúc mạng để khói tai nạn tự sống lâu dài chiến thư quán này thật chưa số nhưng vì quá cố đen phải chết quán thư nhất người bệnh không đủ thuốc tháng không người chăm sóc bệnh không đang chết mà phải qua đời thưa ai những kẻ chơi bởi đam mê tiểu sắc thứ ba bị bạn bị sư tử hình tự tử chết chìm thứ năm chết chạy thứ sáu bị á thu thứ bảy
các chiêm phương giữ phạt đến dạng tối thời đã khuyên các người phóng sanh tu phương để được thoát quán lâu dài bây giờ trong chúng hội. Ta hoàn tâm quy y tam bảo và nguyện vì đạo cứu giúp các người đời bất cứ nơi nào kinh này ngữ vô nguyện nào ủng hộ người trí kinh này thoát khỏi nạn tai câu chỉ được ấy và trong lúc ấy dùng chỉ nạn màu của tên ta và kỳ tụng thần chú tay. Tên của chúng ta là Cung Tỳ La Đại Thương Phán Chiếp La Đại Thương Mẹ Sĩ La Đại Thương A Đệ La Đại Thương A Thế La Đại Thương Sáng Đế La Đại Thương Nhân Đạt La Đại Thương Quán Di La Đại Thương Người Chiêu Đỗ La Đại Thương Thị La Đại Thương Thượng Hợ Ta Ba Đức Phật Thịnh Ca Điện Khen 12 Dưỡng Xoa Đại Thương cùng với thần binh cứu độ chúng sinh đền ơn chư Phật A Nan lại bảy kinh gói tiền gì làm sao to trì gì đức hay thập nhị thần tướng nhiếu ngất hữu tịnh chất nguyện trần chú cũng gọi bác trừ nhớ biết việc chưa hà họ thì vợ còn chư hoài bồ tát bác bộ thiên long tất cả thế gian này được a na tán ngàn thành chúng đều rất vui mừng tiếng thọ phụng nhờ sư quan đánh chớ ngô nam mô bạc già và đế bệ sam xà lũ rô thích có lũ đế bà mạc đà ra xà giá đá thà ư đá giá đà đêm ba biên bạc bồ đà giá đá biệt ta bệ sam xà bệ sam xê bệ sam xà tam mô yên đế nam mô bạc già và đế bệ sam xà lũ rô thích có lũ đế bà mạc đà ra xà giá đá thà ra gia ra đời ban yêu tâm hồ đà gia đã biệt ta về sanh sẽ về sanh sẽ về sanh sa tam mô yên đế nam mô tam nhà phật đề về sanh sa lô lô thích ca lô ni ma lạn đà ra sa gia đà ta gia gia ra đời ban yêu tâm hồ đà gia đã biệt ta về giải kiếp giải kiếp giải qua kiếp nghiệp thương bao đời yêu giải hết đường sạch lòng trần thương vấn đại cầu xin giải kiếp dược sư phật tiêu tai diên thọ dược sư phật tùy tâm mang nguyện dược sư phật giải kiếp giải hoàn kiếp nghiệp chướng bao đời đều giải hết được sạch lòng trầm phá tâm thành kính đôi chướng phật đại cầu xin giải kiếp dược sư phật dược sư phật tiêu tai diên thọ dược sư phật giải kiếp giải kiếp giải hoàn kiếp ma kiếp trước bao đời đều giải hết được sạch lòng trầm phát tâm thành kính đôi trước phật đại cầu xin giải kiếp ma dược sư phật dược sư phật ma tiêu tan diệt thọ dược sư phật mang nguyện dược sư phật nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát bằng nhã ba la mật đa tâm kinh nghệ tâm trí về đồng lương sang trăm hành chẳng bận mấy trần đầu đầu một thanh thiên chân bao trong muôn loài chẳng phân thân phàm tâm hay làm trong sáng
hoàn bờ kia một bước đến nơi em chạy mộng qua đủ xưa nay phân thành quả chẳng có bị đứng đa bồ tát danh quan từ tại khi tham thiền vô ngày đêm trong phật bảo trí huệ mở thông mà về độ tâm ta không chi khổ hạnh đồng thức tâm hiền đẳng sanh ra sao không chung ở một nhà không chẳng sao chẳng sao nào cả không hãy sao tương cùng đồng vọng tương không tương nghĩ như tựa sao kia không ai nhớ về mày chẳng không ai tòa sáng tương nhớ không thành Thọ báo thương định bồ mạng đắc
Dược sư Thái Hội
Năm Tân Sửu 2021
Pháp Bảo, dường như bốn nguyện tôn kính gặp niệm Phật công đức nguyện. Phật dường sư giáng thuốc, Đức Di Lặc ban vui văn thù khai cơ, Quán Âm thường cứu khổ, nghe văn lời Phật tổ. Đệ tử chúng con mở dược sư cầu người hai dược xoa thần tướng pháp tâm từ xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ. Đệ tử chúng con cùng thân bằng quyến thuộc được bình an, nguyện tất cả thế gian đều trở thành cực lạc. Bố mẹ khắp nơi mọi chỗ an hưởng thái bình, pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Bưng cái chậu thôi, còn cái dĩa mình đem xuống như bếp á, này mình đem mình ngâm trong cái thau ấy. Hả? Để phía trước nè, để rồi mai thì gom lại để sát vơ vách hồ kia cũng được, để sát vách được. Rồi để tập trung đó, mai mốt mình lấy đất ở trong chậu mình trồng cái khác được không? Đứng quậy đi, đứng quậy đi, này, đứng quậy đi.
À, truyền ra khỏi mà con mang dép vô. Ừ, bê hết, em bê hết luôn. Ê, gom giùm mấy cái dĩa đó, gom giùm mấy dĩa đó, để ngâm trong thau cho nó chè cho nó tróc cái đất đó. Hết Tết rồi, hết Tết rồi. Chú, cô Sơn mạnh quá luôn. À, gom mấy dĩa lại bỏ trong thau cái ngâm này. Ừ, mai bốc mình xài lại cái đất á. Đó, mạnh chưa à? Mạnh chưa, mạnh quá trời mạnh luôn. Gió quá đi. Di Đà Phật, cảm ơn mọi người nha.